đã cảm thấy nhàm chán với váy áo sặc sỡ thì sơ mi chính là lựa chọn thông minh cho bạn diện trong dịp Tết này. Cùng học hỏi Kỳ Duyên, Phạm Hương, Lan Khuê, cách diện sơ mi chuẩn đẹp mà vẫn cực nổi bật để diện Tết này. 1. Phạm Hương tự nhận mình là tín đồ của sơ mi trắng. Không ngạc nhiên khi tủ đồ của Hoa hậu Phạm Hương có nguyên một dàn áo này. Phạm Hương yêu thích sử dụng phụ kiện như dây nơ để làm chiếc áo của mình sinh động hơn. Hoa hậu quốc dân trung thành với jean skinny tôn dáng. Có thể nhận thấy rõ ràng là Phạm Hương không quá cầu kỳ khi diện sơ mi nhưng cô nàng vẫn rất có khí chất. Có khi Phạm Hương lại đổi gió bằng một chiếc chân váy xòe điệu đà. Khi giao lưu với người hâm mộ, Hương chị Anh vẫn đơn giản thế này nhưng vẫn cực xinh đẹp. Thời trang sân bay của Hoa hậu diện chân váy kẻ đen với áo sơ mi trắng đơn giản. Diện sơ mi thêu hoa cùng quần short jean. Phạm Hương kết hợp thêm áo khoác ba mơ rất ánh ý. 2. Kỳ Duyên. Nếu nói Kỳ Duyên là tín đồ của những chiếc áo phông thì e rằng chưa đủ. Cô ấy còn có một bộ sưu tập áo sơ mi đồ sộ chẳng kém. Phong cách men's wear của Kỳ Duyên được hình thành từ chính những chiếc áo sơ mi này chứ chẳng phải đâu xa lạ. Dù bộ đồ mang hơi hướng khá công sở nhưng điểm nhấn là phần chân váy lạ mắt đã giúp Kỳ Duyên nâng tầm set đồ. Chiếc áo trắng basic nhưng có phần tay loe ấn tượng. Chỉ cần thay đổi phụ kiện là cô nàng đã có phong cách sporty hoàn toàn mới với mũ lưỡi trai và giày sneaker. Thêm áo khoác và chân váy hàng hiệu, Kỳ Duyên đã trở nên nổi bật trên phố. Đây là gợi ý cực hay ho cho các nàng ở những nơi có cái Tết chìm trong lạnh giá. Quần ống loe, áo rộng tay loe không sơ vin nhưng trong Kỳ Duyên vẫn không hề lụng thụng. Trái lại cô nàng toát lên cá tính riêng biệt. 3. Lan Khuê. Nếu muốn ấn tượng hơn một chút, hãy học Lan Khuê cắt thêm phụ kiện cho set đồ như túi xách, kính, mũ. Lan Khuê chọn chiếc áo sơ mi trắng cổ điển, phối cùng chân váy xòe nhẹ nhàng và túi xách hàng hiệu. Người đẹp thay đổi phong cách năng động với quần short ngắn và giày sneaker. Hai chiếc áo trắng basic được phối độc lạ cùng chiếc quần ống loe cũng giúp cô nàng tôn dáng hơn rất nhiều. Tuy set đồ đơn giản nhưng lại rất bắt mắt nhờ vào cách chọn phụ kiện hàng hiệu tinh tế. 4. Huyền My. Huyền My dường như là nàng hậu chăm chỉ làm điệu nhất với sơ mi khi cô mix rất đa dạng. Trong Huyền My vô cùng trẻ trung và năng động khi mix áo sơ mi cùng chân váy jean rách và giày sneaker. Người đẹp khoe vóc dáng mảnh mai và làn da trắng hồng bằng chiếc áo sơ mi trắng đi cùng là chân váy đắp họa tiết ca dầu. Hãy học hỏi Huyền My cách kết hợp sơ mi với những chiếc váy gam màu trung tính bởi nó thực sự rất đẹp. Áo sơ mi màu be được mi diện cùng chân váy dạ kẻ rất hài hòa. Trông cô nàng như vừa bước ra từ một lô book thời trang mang đậm màu sắc vintage. 5. Dương Tú Anh. Tú Anh thường có outfit khá trẻ trung, tinh nghịch khi diện sơ mi trắng. Ngoài ra, sơ mi trễ vai cũng là item yêu thích của cô nàng. Chiếc áo sơ mi trễ vai với kiểu dáng tay loe trông vô cùng điệu đà. Người đẹp kết hợp chiếc áo này với chân váy ngắn tạo vẻ ngoài thanh lịch. Khi đi sự kiện, cô nàng lại hóa thân thành một tiểu thư quyến rũ khi kết hợp áo sơ mi xẻ sâu và chân váy đen bó sát. Ngày Tết bạn vẫn có thể đẹp nổi bật mà không cần phải diện váy hay áo dài sặc sỡ. Có một vũ khí lợi hại giúp bạn thật đẹp mà vẫn thanh lịch. Rất thích hợp để điện đi chơi Tết đó chính là áo sơ mi. Mặc áo sơ mi trắng luôn là cách để bạn định giá lại bản thân trong mắt người đối diện. Vừa đẹp vừa trẻ lại hết sức thanh nhã, áo sơ mi trắng cũng là món đồ để bạn trổ tài khéo léo. Thật đó, không tin? Hãy thử sức với những cách mặc áo sơ mi trắng lạ và cực thời trang này. Chúc các bạn thêm đẹp thêm xinh với áo sơ mi trắng.